Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đứng ngồi ở đây mà tôi nghe ai đó mà cảm tạ ông mục sư quý là tôi thấy khó chịu. Chẳng có cái gì để cảm tạ tôi cả, đúng không? Đừng có nói câu đó trong hội thánh. Đừng bao giờ nói câu đó. Tất cả hãy tôn vinh Chúa Giêsu. Vì Ngài chữa lành cho anh em, Ngài giải cứu anh em, Ngài giúp đỡ anh em, Ngài làm cho anh em tươi mới, trong các con người nào đây hết. Amen. Amen. Tất cả con người chỉ là công cụ của Chúa. Cho nên đấng cần tạ ơn, đấng cần tôn vinh, đấng cần vỗ tay, đấng cần ca ngợi là Chúa Giêsu. Ok. Anh em hãy tập điều đó. Và thực tế nó là như vậy. Để đời sống chúng ta phước càng thêm phước. Vì Kinh Thánh chép rằng ta không nhường sự vinh hiển ta cho đấng nào khác. Chúa có nhường vinh hiển Chúa cha. Cho nên anh em yêu quý, chúng ta nhận bất cứ một ơn phước nào, hãy dồn vinh hiển cho Chúa. Amen. Cảm ơn em. Chủ nhật tuần trước ấy, thì chúng ta đã nói về những điều lạ lùng của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điều đó. Amen nha. Hãy tiếp tục một vài cái điều mà Chúa nói, Chúa dạy nó lạ lùng nhưng mà thật sự là có ích lợi cho đời sống tâm linh của chúng ta. Xin thưa với hội thánh là không có ai như Chúa Giêsu của chúng ta cả. Đúng không ạ? Ngài nói và Ngài làm những điều hết sức lạ lùng. Hết sức lạ lùng. Cho nên anh chị em để ý, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu không viết ra một quyển sách nào cả. Các ai thấy là có quyển sách nào mà đề tên tác giả là Chúa Giêsu không? Không có. Trong 33 năm rưỡi Chúa sống trên đất, Chúa không viết ra một quyển sách nào cả. Nhưng mà hiện tại sách vở, tài liệu, những thứ nói về Ngài thì chưa còn hết. Cả thế giới đầy dậy. Nói như sứ đồ Giăng nói, nếu mà chép hết từng chi tiết thì cả thế gian này chưa hết. Anh em có thấy điều đó lạ lùng không? Tôi thấy rất lạ lùng, rất lạ. Cho nên Chúa đến thế giới này, Chúa làm những cái điều mới lạ, điều mà con người không nghĩ đến hay là không thể tưởng tượng ra được, điều mà tất cả những giáo chủ, những nền triết học, những cái con người mà đang tìm kiếm những cái điều mới lạ, họ cũng nghĩ ra. Nhưng những điều đó thầy được bày tỏ cho chúng ta là những người mà Kinh Thánh gọi là gì? Kém không vai. Những người thấp kém ở trong xã hội, những người không vai vế, không học thức, không có bằng cấp, thì Cha trên trời bằng lòng bày tỏ những điều khôn ngoan đó để cho chúng ta biết và được sống. Bằng chứng là hôm nay tất cả anh em mình đến hội thánh Chúa, đúng không ạ? Biết về Chúa Giêsu, có mối quan hệ với Ngài, có được sự sống đời đời, được rời chặt bởi Ngài. Anh chị em tưởng điều đó là tình cờ sao? Các ai ngồi đây tưởng là tình cờ không? Không có gì là tình cờ. Kinh Thánh gọi đó là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Giăng 15 chép là không phải các ngươi chọn ta, mà bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Giống như tôi cũng vậy, trước đây 25 năm không phải tôi chọn Chúa, mà Chúa đang đi lại và nhìn thấy tôi. Thôi, chờ người này một cơ hội sống, và Chúa đã chọn tôi để tôi được sống và đứng giữa anh em ngày hôm nay. Cho nên tất cả anh em mình ngồi đây được nghe Kinh Thánh, được hát thờ phượng Ngài, được rời chạm bởi Thánh Linh Ngài, được nghe những lời chứng tuyệt vời từ những cuộc đời mà Chúa đã đụng chạm. Thì anh em ơi, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Thật sự là ân điển. Có hàng triệu người ngồi kia, họ chưa có cơ hội để biết Đức Chúa Trời. Họ chưa có cơ hội để được nghe, được tin và được sống với Đức Chúa Trời. Thật sự là một điều thiếu sót. Buổi sáng hôm nay, tôi cậy ơn của Chúa sẽ tiếp tục truyền đạt đến cho anh chị em vài câu chuyện nữa của Chúa Giêsu, để chúng ta qua những lời đó mình học được những cái điểm đặc biệt ở trong những lẽ thật mà Chúa Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta. Anh chị em cùng tôi hãy dở ra trong Ma-thi-ơ chương 9. Trong Ma-thi-ơ chương 9 có một câu chuyện, và câu chuyện này đem cho chúng ta được một bài học giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta phát
truyền một cách lành mạnh, đúng đắn. Tôi sẽ đọc cho anh chị em cùng với lời Chúa trong chương 9 câu 14 đến câu thứ 17 trong sách Ma-thi-ơ. Khi ấy các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Amen. Cảm ơn Chúa vì khúc kinh thánh này để chúng ta cùng nhau phân tích nó trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là các môn đồ của Giăng. Giăng này là Giăng Báp-tít anh chị. Giăng Báp-tít là một con người rất lạ lùng, đúng không ạ? Mặc áo lông lạc đà mà vô sa mạc giảng đạo. Giảng đạo mà vô sa mạc giảng. Vô sa mạc giảng và không ăn gì ạ? Anh chị em biết Giăng Báp-tít ăn gì không? Ăn châu chấu với mặt ông thôi, thấy lạ không? Đó là không uống rượu, không ăn uống như người bình thường. Cho nên mấy thầy Pha-ri-si và người thông giáo bảo ông này bị quỷ ám. Chúa Giê-xu đến ăn uống thì bảo: ôi người này là người xác thịt. Còn Giăng Báp-tít không ăn không uống, chỉ ăn châu chấu thôi. Phải nói đúng là người lạ lùng. Thì họ lại bảo quỷ ám. Tôi không hiểu là người Pha-ri-si cho người bình thường là người gì, tôi không biết. Không biết người bình thường trước mặt người Pha-ri-si là người nào, cho nên không thể hiểu được. Bởi vậy cho nên là Chúa Giê-xu rất là khó hiểu cái thế hệ này. Cho nên Ngài nói thế hệ này là dòng dõi gian tà, gian ác, như trẻ con vậy. Nó ngẫu hứng, nay muốn thế này, mai muốn thế khác, không biết đâu mà lường, không biết đâu mà chèo. Cho nên ngày hôm nay mình đọc câu chuyện này, mình thấy là các môn đồ của Giăng Báp-tít đến hỏi Chúa. Tại sao các môn đồ Giăng Báp-tít lại đến hỏi? Là bởi vì họ thấy thầy của họ sống một nếp sống khổ hạnh, khổ hạnh, rất là lễ nghi, tuân thủ những điều luật, và họ cho đó là khuôn mẫu để gặp gỡ Đức Chúa Trời, khuôn mẫu để tiếp cận với Đấng trên cao. Xã hội chúng ta sống ngày hôm nay cũng giống vậy đó. Anh em có cảm nhận điều đó? Người ta cho rằng để gặp gỡ Đức Chúa Trời là cần phải giữ điều này, điều này, điều này. Có một cái công thức nào đó để chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và bằng cớ là họ sinh ra biết bao nhiêu ngàn tôn giáo khác nhau trên trái đất này. Có tôn giáo thì nhịn ăn nhịn uống, có tôn giáo thì con mũi đến cắn cũng không dám động, người ta hút máu thoải mái, truyền virus sốt xuất huyết vào vô tư. Đập nó cái là không có cửa để gặp gỡ đấng tối cao đó. Sang Ấn Độ sẽ gặp. Có những nơi là người ta chứa 20.000 con chuột ở trong đó mà suốt ngày thờ lại mấy con chuột đó, cho nó ăn uống sữa rồi ăn này nọ tôm sùng nọ, thậm chí là có người mò vô đó ăn mấy cái hạt cám mà con chuột đã thải ra, và ăn cái này mới lên thêm. Và con người ta vì cái sự khao khát tiếp cận với đấng thần linh, cho nên khiến cho cái tâm trí của họ bại hoại đen tối theo cái kiểu của con người, theo cái kiểu đời này. Họ mê mồi trong những cái sự khuôn mẫu của đời này và không nhìn thấy ánh sáng. Cho nên cái khúc kinh thánh này cũng có thể đưa cho chúng ta đến một cái kết luận là gì? Là đừng có làm khuôn anh chị. Đừng làm khuôn. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài không có công thức. Ngài không phải là một cái thần tượng chết để mà đến với Ngài bằng công thức. Chẳng có công thức nào để được đầy dẫy Thánh Linh cả. Chẳng có công thức nào để làm phép lạ cả. Không công thức nào cả. Không có công thức
nào để sống một đời sống gần gũi với Chúa Trời cả. Không có công thức. Sứ đồ Giăng à, mấy môn đồ của Giăng đến mới nói với các môn đồ của Chúa Giêsu, sao các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Bọn tôi là kiêng ăn, tức là không ăn không uống để giữ đời sống mình thánh khiết, để giữ đời sống mình gần gũi Đức Chúa Trời và mong bước có một sự đột phá trong đời sống tâm linh. Còn sao các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Họ thắc mắc. Họ thắc mắc cũng phải lắm. Bởi vì sao họ thắc mắc? Bởi vì họ nghe thầy của họ nói có một đấng đến sau ta, ta không đáng mở dây giày cho đấng đó. Cho nên họ mới nói rằng Chúa Giêsu chắc chắn phải cao trọng hơn thầy của mình. Chúa Giêsu phải linh thiêng hơn thầy của mình. Chúa Giêsu phải thiêng liêng hơn thầy của mình nhiều chứ. Ủa mà sao môn đồ của ông ấy không kiêng ăn? Họ ngạc nhiên. Có đúng chứ? Họ ngạc nhiên. Họ muốn tìm ra cái điều gì bí mật ở đây. Chúa Giêsu có điều gì đặc biệt mà thầy của mình khen ngợi, tôn vinh? Thầy của mình phải nói là không đáng mở dây giày. Và Chúa Giêsu trả lời với họ như thế nào vậy? Khi chàng rể còn ở với bạn mụ thì họ có buồn rầu được chăng? Khi nào chàng rể đem đi thì họ mới kiêng ăn. Khi chúng ta suy ngẫm về điều này đó, chúng ta sẽ được học một bí quyết để sống một đời sống tâm linh kết quả. Và Chúa Giêsu bày tỏ cái bí quyết đó ở đoạn Kinh Thánh này. Nhưng nếu chúng ta không chịu suy ngẫm thì rất khó để nhìn ra. Chúng ta chỉ đọc cái đoạn Kinh Thánh này bình thường thôi, nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu có một sự dạy dỗ rất đặc biệt. Ngài muốn truyền đạt cho các môn đồ của Giăng một cái nguyên tắc. Nguyên tắc đó là để những việc làm của chúng ta đẹp lòng đấng trên cao thì mọi việc làm đó nó phải xuất phát từ mối quan hệ của chúng ta với đấng đó. Tôi xin nhắc lại ha. Để những việc làm của chúng ta đẹp lòng đấng trên cao thì tất cả những việc làm chúng ta nó phải xuất phát từ mối quan hệ của chúng ta với đấng đó. Chúng ta không thể tự làm để mua chuộc thần linh được. Chúng ta không thể tự dâng của tế lễ để hối lộ ông trời được, giống như các dân tộc mình hay làm không ạ? Đến ngày làm ngày lễ ngày Tết đem hối lộ vô chùa vô đình vô miếu, nhét vô gốc cây nhét này. Ôi nhận giùm tôi cái này rồi ban phước cho tôi cả. Hối lộ. Thần linh không cần chúng ta hối lộ. Đức Chúa Trời không cần có người hối lộ. Đức Chúa Trời cũng chẳng cần có người phải làm gì để đóng đá ban phước. Nhưng Đức Chúa Trời cần mối quan hệ của con người với Ngài. Đó là mấu chốt. Mấu chốt nằm ở chỗ là Chúa Giêsu đến và Ngài khẳng định mục đích của Ngài đến là khôi phục mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời trước. Đó là đầu tiên. Chứ không phải Ngài đến để chỉ cho con người phải làm cái này, làm cái này, làm cái này để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không, Chúa Giêsu phải chỉ điều đó. Chúa Giêsu đến để mục đích Ngài phó chính Ngài khôi phục mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Trong cái sự hòa thuận đó, trong cái sự khôi phục ấy thì mọi việc làm của con người mới có ý nghĩa. Còn ngoài mối quan hệ đó, thưa bạn chị, tất cả đều dừng rồi. Ở đây Chúa Giêsu lấy hình ảnh của chàng rể với bạn nữ là nói về đám cưới đó anh chị. Có ai tự động đến đám cưới không? À, phải có giấy mời chứ, đúng không? Cái ai mà tự thấy đám cưới kìa, còn vò dự ra, cái ai không? Phải có giấy mời. Cô dâu chú rể phải mời, à, mời anh chị đến chung vui tiệc cưới cùng chúng tôi, vâng vâng.
Cho nên bạn hữu đến với chàng rể là phải có giấy mời. Chúng ta được Chúa mời gọi, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta qua phúc âm đến với Ngài. Qua ai? Con của Ngài là Giê-xu Christ. Và khi chúng ta ở trong mối quan hệ đó thì những việc làm chúng ta như kiêng ăn, thờ phượng, ca hát, đọc kinh thánh, cầu nguyện, nó mới trở nên có ý nghĩa. Còn ngoài mối quan hệ đó, thưa anh chị em, tất cả đều vậy thôi, không ý nghĩa gì cả. Hay nói cho dễ hiểu hơn, đạo của Chúa không phải là một tôn giáo, một lễ nghi. Nhưng cái điều căn bản của đạo Chúa là gì? Là mối quan hệ mà chúng ta có với chính Đức Chúa Trời. Tất cả những điều chúng ta làm ở trong hội thánh, ngoài xã hội, trong cộng đồng, hay trong bất cứ một cái công việc nào, thì anh chị em ơi, đó phải là kết quả của mối quan hệ mà chúng ta có với Chúa. Thì cái đó mới có ý nghĩa. Anh chị em đứng trước một người để cầu nguyện, không phải anh chị em la hét mà có kết quả, không phải anh chị em kêu gào mà có kết quả, nhưng nó sẽ có kết quả khi anh chị em có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Và mối quan hệ đó sẽ sản sinh ra lòng thương xót, quyền năng, sức mạnh để giúp đỡ người mà anh chị em muốn giúp đỡ. Đó là điều mà chúng ta có thể học qua đoạn kinh thánh này. Chúa Giê-xu nói bạn hữu với chàng rể phải có mối quan hệ thân tình, họ đến dựng tiệc cưới. Chúa Giê-xu nói cái câu chuyện này cũng có ý nghĩa là gì? Khi chúng ta đến với đạo Ngài là chúng ta đến với tiệc cưới, chúng ta đến với sự công chính, bình an, vui mừng, chúng ta đến với một nếp sống phục hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta đến với những ngày vui thỏa, với những ngày mà vỗ tay ca hát, chứ không phải đến với sự lễ nghi buồn rầu khóc nấc, mặt mày nghiêm trang hình sự. Không có chuyện đó. Không đơn giản do hội thánh mà thấy ai hình sự đứng như thế này làm như Đức Chúa Trời là hung thần xa lộ. Không có, chỉ có đường phố Việt Nam mới hung thần xa lộ, chứ trong hội thánh không có hung thần. Trong hội thánh chỉ có một đấng yêu thương. Amen nhé. Chúng ta đến với Ngài là đến với tiệc cưới, chúng ta đến với Ngài là đến với mối quan hệ cha con, đến mối quan hệ bằng hữu, đến mối quan hệ của đấng chăm sóc nhân từ thương xót đời sống mình. Tôi muốn thay đổi tâm trí anh chị em, thay đổi cách nghĩ của anh chị em đối với Đức Chúa Trời. Bình thường trong xã hội người ta giáo dục phải không ạ? Thần linh là kinh khủng, lơ tơ mơ một phát chết liền. Người ta giáo dục như thế, ai thấy khiếp biết không ạ? Vô mấy cái chỗ thờ lại ma quỷ là phải bỏ dép từ đằng xa, không khéo nó giật mày gãy cổ. Thấy khủng khiếp, nó khủng khiếp. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, Chúa Giê-xu đang giới thiệu với chúng ta một kiểu khác. Ngài đang đến để khôi phục mối quan hệ của chúng ta với cha yêu thương của chúng ta, để chúng ta bước vào tiệc cưới với Ngài. Amen. Bước vào chỗ vui thỏa, bước vào chỗ vui mừng, bước vào mối quan hệ đầy dậy tình yêu thương. Tôi muốn khích lệ anh chị em, hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy tiếp cận với Đức Chúa Trời bằng cách đó. Chúa là đấng yêu thương anh chị em, và bởi cớ Ngài yêu thương cho nên Ngài đã bằng lòng tha thứ cho anh chị em khi anh chị em còn là người có tội. Thấy chưa? Còn là một người phản nghịch với Ngài mà Ngài vẫn yêu thương, thì huống chi nay chúng ta đã trở nên hòa thuận lại với Ngài thì tình yêu đó còn lớn biết chừng nào. Cho nên nếu anh chị em còn nghi ngờ, hãy đọc Roma chương 8 câu 30-31, anh chị em sẽ thấy. Tôi đọc cho anh chị em nghe nha, để chúng ta biết rằng Chúa yêu mình, và bởi tình yêu đó nó ảnh hưởng trên tất cả mọi lĩnh vực trên đời sống. Hãy để đời sống chúng ta ngọt chìm trong lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa. Khi chúng ta chạm đến trái tim của Chúa bằng cách đó thì chúng ta mới có thể phục vụ thế giới này bằng tình yêu của Chúa Giê-xu. Nếu như chúng ta không nhận được tình yêu của Ngài, không sống trong tình yêu của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể cảm thông với thế giới thiếu hụt tình yêu thương kia anh em? Khó lắm. Cho nên tôi đọc anh chị nghe,
trong Roma nha, để chúng ta khích lệ với nhau phải đọc Kinh Thánh này. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là ương giáo chăng? Như có lời chép, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, thiên sứ, các kẻ công quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Amen. Tôi hy vọng rằng đoạn Kinh Thánh này khích lệ tâm lòng trẻ hãy đến với Chúa mỗi ngày là những bữa tiệc trong vương quốc của Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta đến để hưởng ân điển của Ngài. Ân điển đó ngập chìm trong trái tim chúng ta. Dù bề ngoài đầy hoạn nạn, nhưng nguyện lòng của anh em mình phải là những nơi vui thú với Đức Thánh Linh. Trái tim của chúng ta phải luôn luôn là những bài hát cho Chúa. Tấm lòng của anh em phải lúc nào cũng ca ngợi Ngài. Trái tim anh em lúc nào cũng đầy dạy đức tin và tôn kính Ngài. Lúc nào cũng nhảy múa trong lòng cho Ngài. Đó là lối sống mà Chúa Giêsu muốn. Mối quan hệ mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt với Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi Ngài là Cha và Ngài gọi chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Bữa tiệc đó đời đời không bao giờ dứt đâu cha, đời đời. Cho nên kiên ăn hay không kiên ăn không quan trọng. Quan trọng là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm điều gì. Amen cha, đó mới là quan trọng. Nếu như chúng ta ở với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cảm động chúng ta kiên ăn, sự kiên ăn đó rất có giá trị. Còn nếu như chúng ta tự mình kiên ăn để rồi nói rằng vì tôi kiên ăn nên Đức Chúa Trời phải ban quyền phép cho tôi đấy nha, thì cái kiên ăn đó là zero trên mặt chúng. Có một số người muốn trấn lòng Đức Chúa Trời, có trấn lòng tôi làm cái này tôi làm cái kia là ông phải ban phước cho tôi đấy nha. Không có chuyện đó đâu chứ, không có chuyện đó. Trong Chúa không có chuyện đó, và trong đạo Chúa cũng không có chuyện đó. Chỉ có thầy Pharisee và người thông giáo làm chuyện đó thôi. Họ kiên ăn một tuần hai lần, họ dâng hiến 1/10, họ làm điều này điều nọ điều kia, và họ đứng trước đền thờ họ nói lạy Chúa, con không phạm tội như cái thằng kia, cho nên là phải ban phước cho tao. Còn thằng kia giết nó chết đi. Hôm đó cái hai ông lên đền thờ cầu nguyện, anh em đọc câu chuyện đó chưa? Cái ông kia thì cúi gầm mặt xuống còn không dám ngước lên, còn ông kia thì ngước mặt lên vuốt râu cái thứ đó. Con không dám thằng đó. Thằng đó là thằng dơ giấy của con thánh sạch, không ạ? Cho nên nếu việc làm từ con người thì thật sự trong đây sai chép rằng đó là chiếc áo nhớt trước mặt Chúa. Việc làm con người không đẹp lòng Đức Chúa Trời được thừa nhận. Nhưng mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời dựa trên huyết của Chúa Giêsu sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ cha em hãy ở trong mối quan hệ với Chúa. Bài giảng trước thì tôi đã nói rồi, xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta cần. Tất cả xuất phát từ tấm lòng. Nó bắt đầu từ cái khái niệm là mỗi cuộc đời chúng ta biết rằng mình cần Đức Chúa Trời. Rồi sau đó mình tính Đức Chúa Trời vào mọi việc của chúng ta. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Ngài, lạy Chúa hãy giúp con điều này, giúp con điều kia. Lạy Chúa hãy hướng dẫn con chuyện này, hướng dẫn con chuyện khác, như cha với con vậy đó. Sau đó thì sao? Tiến thêm một bước nữa, chúng ta yêu thương Ngài bằng cách chúng ta thờ phượng Ngài,
dâng hiến, thờ dượng sức lực cho Ngài. Chúng ta bắt đầu ca hát nhảy múa với Ngài. Chúng ta bắt đầu tôn kính Ngài bằng cách kể về Ngài cho nhiều người. Đó là mối quan hệ chúng ta đã bước đến bước thứ ba. Và bước thứ tư là gì? Chúng ta bắt đầu bởi động cơ là tình yêu cháy bỏng trong trái tim. Chúng ta bắt đầu phục vụ Ngài. Đó là cách chúng ta xây dựng mối quan hệ với Chúa chị. Hãy xây dựng mối quan hệ với Chúa. Đừng sống với đạo Chúa bằng việc làm. Đừng dùng việc làm để mưu cầu sự đẹp lòng Chúa. Đừng dùng những việc nọ việc kia gạch đầu dòng ra và tôi đã hoàn thành mọi thủ tục này, có nghĩa là tâm linh tôi hơn người khác. Không có. Cái đó là mình ảo tưởng thôi. Tâm linh chúng ta có lớn mạnh hay không là do mối quan hệ chúng ta có với Chúa. Chúng ta gần Chúa chừng nào, chúng ta lắng nghe được Ngài chừng nào, chúng ta biết được ý muốn của Ngài chừng nào, thì đó là lúc tâm linh chúng ta lớn mạnh. Cho nên trong Cô-rinh-tô nhất có nói, nếu chúng ta kết thiệt với Chúa thì trở nên một tánh thiên liêng cùng Ngài. Đừng kết thiệt với thế gian, hãy kết thiệt với Chúa. Như bạn hữu với chàng rể, phải không ạ? Vui mừng cùng Ngài, nhảy múa cùng Ngài, cùng thánh linh Ngài thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng kết nối với Ngài trong phòng riêng anh em, trong nếp sống riêng tư của anh em. Hãy thờ phượng Ngài, hãy coi như đó là tiệc cưới vậy. Thì anh em ơi, mối quan hệ đó càng ngày càng lớn mạnh và đồng thật. Và chính điều đó là mạnh mẽ đời sống anh em. Chính điều đó mà bệnh tật phải tránh xa anh em. Chính điều đó mà khiến cho nghèo đói phải tránh xa khỏi anh em. Mọi rắc rối nó phải sợ hãi và bỏ chạy khỏi đời sống anh em. Anh em hãy nghe tôi đây, điều đó là đúng đó. Chúng ta không làm gì để chiến thắng thế gian này được đâu. Chúng ta chỉ chiến thắng thế gian này khi chúng ta ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Còn sức mình đối với thế giới này, nó chỉ coi chúng ta là những đứa nhỏ thôi. Ma quỷ đời này nó không ngại chúng ta đâu, nhưng nó ngại những người nào có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Anh chàng nhớ vài câu chuyện bảy cái ông thầy tế lễ đi đuổi quỷ không? Bảy ông thầy tế lễ này nói đó, nói sao? Tại nhân danh Giê-xu mà ông Phao-lô giảng á, ta đuổi chúng bằng. Ông quỷ nó nói, Chúa Giê-xu ta biết, Phao-lô ta cũng biết, nhưng tụi bay là đứa nào ta biết. Các bạn à, nó nói rõ. Cho nên trong thế giới thuộc linh, trong thế giới thuộc linh nói về linh giới sẽ nhận biết những con người nào có mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Còn ngoài ra, quên đi, dù anh là tổng thống hay là thủ tướng hay là cái gì, tỷ phú có triệu nợ triệu kia thì quên đi, trước mặt chúng đó chỉ là nó dậm dưới chân thôi. Và cuối cùng sao? Bảy anh chàng này bị sao nó đánh lọt, không còn cái quần đùi, bỏ chạy luôn. Nó không sợ lắm, chẳng sợ. Dù anh cứ cầm đèn, nến, rồi rung chuông, rồi các thứ, thập tự giá đi đằng trước các thứ, bên đây, chẳng sợ. Nó chỉ sợ người nào có mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Cho nên thưa anh chị em, nếu anh chị em muốn làm thầy tế lễ theo dòng hoàng gia của Chúa Giê-xu, đó là thầy tế lễ đó. Thầy tế lễ đó phải có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Còn không chúng ta chưa phải là chức thầy tế lễ được đó. Phải có mối quan hệ với Ngài. Đó là câu chuyện. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái câu chuyện thứ hai và chúng ta sẽ kết thúc sứ điệp ở đây. Câu chuyện thứ hai để tôi khích lại anh chị em trước khi chúng ta cầu nguyện, ở trong Matthew chương 15. Bây giờ chúng ta nói về mối quan hệ, chúng ta nói về sự kết thân với Đức Chúa Trời. Thì điều gì là quan trọng? Điều gì khiến cho mối quan hệ của chúng ta ngày càng tăng trưởng? Điều gì khiến cho Đức Chúa Trời, điều gì khiến cho Đức Chúa Trời hài lòng? Đúng không? Điều gì đây? Thì chúng ta hãy đọc câu chuyện này để chúng ta học một vài điểm. Trong câu 21 cho đến câu thứ 28 nha. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-lô. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tới cùng.
Con gái tôi mắc quỷ ám khổ cực lắm, nhưng ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Sao người đàn bà lại gần lạy ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: không nên lấy bánh của con gái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý muốn ngươi, cũng một giờ đó con gái ngươi liền được lành. Amen. Nếu cái ai đó nói anh chị em giống như là trong câu chuyện này, anh chị em thấy là con nên đứng dậy bỏ về không? Đứng dậy bỏ về. Nhiều người đến hội thánh mới đụng cái là rồi lông lá râu ria rồi dựng lên đứng dậy về luôn. Đụng chạm quá. Nhưng mà anh em đọc câu chuyện này thấy đụng chạm không? Chúa Giêsu giảng rất đụng chạm. Không ạ, đừng lấy bánh quăng và cho con ạ. Nghe thấy nó cũng hơi bực đó. Bực chứ. Tại sao mình đi theo mình xin ngài chữa cho mình con mình được lành mà ngài lại nói một câu phũ phàng như thế? Thôi nói câu nhẹ nhẹ đi. Không nói khỉ hay nói là cái dơi là gì đó cho nó dễ hiểu, nói chó nó hơi căng. Phải không? Cho nên nhưng mà Chúa Giêsu có thâm ý của mình. Chúa phân biệt. Người ta đọc câu chuyện này, người ta nghĩ rằng Chúa phân biệt. Phân biệt dân của Chúa với lại không phải dân Chúa. Dân Gia Thái với không phải dân Gia Thái. Nhưng giống như chủ nhật trước ta nói đó, mình nhìn một cái hộp, mình phải nhìn bốn góc. Nhìn một góc thấy phiến diện, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp những câu chuyện khác, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phân biệt. Có ông thầy đội kia nói: ôi đầy tớ thôi, nó mắc bệnh đau quá, xin Chúa đến chữa lành. Chúa nói được rồi, ta sẽ đến. Chúa có nói như trường hợp này không? Không. Chúa lập tức đến liền. Và Chúa cũng khen người đó có đức tin lớn. Nhưng ở trong câu chuyện này, Chúa lại bắt đầu có một điều gì đó. Có một điều gì đó khiến cho người phụ nữ này không nhận được cái điều mà mình xin ngay từ đầu. Người phụ nữ này phải trải qua một vài cái thách thức để tiến đến kết quả. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay anh chị em đến đây, có một vài anh chị em có những nan đề, thì tôi nói với anh chị em là đức tin đôi khi cũng phải gặp một vài thách thức để tiến đến kết quả của nó. Cho nên nếu đức tin của chúng ta mà không được trui rèn, không được thử luyện, thì đức tin đó chưa phải là đức tin sinh ra kết quả. Điều gì xảy ra nếu người đàn bà này chạm tự ái bỏ về anh chị em? Thì con gái của bà vẫn bị chuyện bình thường. Hôm nay anh chị em đến đây, chắc chắn là anh chị em đã tin cậy Đức Chúa rồi, anh chị em mới đến. Anh chị em biết đến danh Chúa Giêsu, anh chị em mới đến. Cũng như người đàn bà Cana này, bà đã nghe về Chúa Giêsu chữa bệnh đủ quỷ bà mới đến. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó, kết quả cũng không được ban cho ngay tại điểm đó. Còn một bước nữa người đàn bà này cần phải bước qua, đó là Chúa phải thử xem đức tin của bà có thành thật hay không. Chúng ta đến đây, phải không? Chúng ta kêu danh của Chúa chữa lành, nhưng có ông thần nào ở nhà còn hứa là chữa lành cho anh chị em không? Đúng không? Cho nên nếu người đàn bà này không phải là người đàn bà thành thật, thì bà sẽ nói: thôi bây giờ thần của Israel không chữa thì ta về ta kêu thần của ta. Và bà sẽ bỏ về. Cũng vậy đó, sẽ có những người đến hội thánh của Chúa và kêu cầu sự chữa lành, nhưng mà trong tư tưởng con cũng nói: nếu Chúa Giêsu không lành thì ta về ta thắp vàng nén nhang biết đâu lại.
Và anh chị em, những tư tưởng đó sẽ không nhận lãnh bất cứ một điều gì từ Đức Chúa Trời. Chúa muốn đức tin chúng ta là một đức tin tinh rồng và tinh sạch, một đức tin thành thật và hướng về chỉ một mình Ngài. Cho nên ngay khi Chúa Giêsu nói không nên lấy bánh quăng cho chó con, thì người đàn bà này nói ngay, đúng là như thế, nhưng mà thôi, chó con ăn vài cái miếng mảnh vụn rớt xuống bàn cũng đủ để cho nó rồi. Người đàn bà này dùng một đức tin thành thật để bước tới với Chúa, và không một điều gì cản trở bà thôi luôn. Anh em ơi, để xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một đức tin xác quyết. Một đức tin mà không điều gì trên đời này khiến anh em dừng lại. Một đức tin mà không vì tự ái, không vì truyền thống, không vì gia đình, không vì xã hội, không vì định kiến khiến anh em dừng lại. Đức tin đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức tin đó gây sự chú ý của Chúa Giêsu. Đức tin đó khiến Ngài phải nói rằng người có đức tin lớn, việc phải thành cho người. Amen anh em. Cho nên để xây dựng mối quan hệ với Chúa, anh chị hãy nhớ Hebrew chương 11 câu 6 nói rất rõ, và không có đức tin thì không thể nào ở cha đẹp lòng Chúa. Không thể. Anh chị em xây dựng mối quan hệ với Chúa không phải vì chảy nước mắt, không phải vì cảm xúc, không phải vì cái này cái nào, không. Cái đó chỉ là râu ria thôi, cái đó chỉ là cái phụ thôi, sân khấu thôi, cải lương thôi. Nhưng cái thực tế là đức tin ở trong lòng chúng ta, nó quyết định mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Đến với Chúa chắc chắn có cản trở. Vì sao vậy? Vì có một kẻ thù không muốn anh chàng có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đơn giản thế thôi, dễ hiểu. Nếu anh chàng liền một cục đá ra ngoài được, cả hai nhào vô giành giật không? Không, đúng không? Và bây giờ tôi hỏi anh chàng, nếu anh chàng đem một cục vàng liền ra giữa đường, cả hai nhào vô giật không? Chắc chắn liền đánh nhau lỗ đầu chảy ráng, què chân què cẳng, thậm chí rút súng bắn liền lựu đạn nữa chứ. Kinh lắm. Cái gì quý giá người ta giành giật, cái gì quý giá bị cản trở để chúng ta đạt được, có phải không anh? Đó là lý do mà tại sao một người bước đến Chúa Giêsu khó thế, tại sao người ta tin để sống với Chúa Giêsu khó như vậy, còn tin mấy thần khác sao nó dễ thế. Ui chào mời khắp mọi nơi. Khó là bởi vì quý, khó là bởi vì trong mối quan hệ đó có sự sống, khó là bởi vì trong mối quan hệ đó có sự chữa lành, sự giải phóng, sự nâng đỡ, sự phước hạnh và sự đời đời. Cho nên nhé, đức tin bước đến với Chúa Giêsu có sự cản trở, nhưng tôi khích lệ hội thánh của Chúa đừng thôi luôn, đừng tự ái, đừng vì một vài cái không may mắn trong cuộc sống mà đánh giá thấp đức tin trong Chúa Giêsu. Có một vài người nói, sao tôi đến với Chúa Giêsu mà công việc tôi vẫn chưa thịnh vượng, sao tôi đến với Chúa Giêsu mà thân thể tôi vẫn chưa được chữa lành. Câu trả lời cho những anh chị em đó là hãy bước qua thử thách đức tin của anh chị em. Phải bước qua, có một bước phải bước qua, có một bước để cho chúng ta bước qua cái ngưỡng thử thách đó thì đức tin trở nên kết quả. Anh chị em đọc lại sách Gióp, anh chị em sẽ thấy. Đọc lại những đấng tiên tri ngày xưa sẽ thấy. Đọc lại những câu chuyện trong Kinh Thánh sẽ thấy. Đọc lại cuộc đời của vua David sẽ thấy. Đọc lại cuộc đời của Joseph sẽ thấy. Đọc lại cuộc đời của Abraham sẽ thấy. Abraham chỉ nhận lãnh lời hứa của mình vào đúng cái giây phút giơ cái dao lên để đâm xuống con trai của mình. Trước đó một giây cũng chưa được, có phải không anh chị? Trước đó một giây cũng chưa được. Khi ông quyết định giơ dao đâm con trai mình để làm của tế lễ, lúc đó ông bước vào phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đức tin có thử thách, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời luôn test, tức là thử luyện đức tin của chúng ta, cho đến khi Ngài nói rằng được, ta có thể tin cậy người này, là anh em bước vào mối quan hệ ân điển với Đức Chúa Trời. Con người nói, ôi
đạo Chúa dễ dạy, nhưng mà tôi nghĩ đạo Chúa thật sự không dễ dạy đâu chị, không dễ đâu. Chúa Giêsu nói con đường ta đi là con đường hẹp, con đường hẹp, con đường có trong gai, nhưng nếu chúng ta bước qua kiên định, chúng ta sẽ thấy được sa mạc trổ hoa, thấy được những cánh đồng hoang trở thành ruộng tốt, chúng ta sẽ thấy được thần từ trên cao đổ xuống. Amen nha. Tất cả những điều đó là giúp cho chúng ta có được sự kiên định. Cho nên trong câu chuyện này chúng ta học được một điều gì? Tôi khích lại tất cả anh chị em mà hãy xây dựng mối quan hệ với Chúa bằng đức tin, bằng đức tin. Đừng để cảm xúc chi phối chúng ta, đừng để bất cứ một điều gì khác chi phối chúng ta. Hãy kiên định trong đức tin, tin vào điều Chúa Giêsu đã hoàn tất cho chúng ta, tin vào điều mà Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho chúng ta, tin rằng bởi huyết Ngài mà tội anh em được tha, dù anh chị em có đỏ như hồng điều thì hôm nay cũng trắng như tươi. Tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại vì chúng ta, tin rằng khi anh chị em chịu bắt tên là anh chị em đã chết sạch con người cũ và sống một đời mới cho Ngài, tin rằng Ngài đã hoàn thành mọi điều để cho chúng ta hưởng được phước trong Ngài. Bởi lòng đồng Ngài anh chị em được lành bệnh, bởi những đau đớn Ngài chịu anh chị em có bệnh lành, bởi sự chết Ngài có để cho anh chị em không còn chết nữa mà được sống. Tất cả đức tin chúng ta phải tập trung vào việc của Chúa Giêsu đã làm, đừng tập trung vào công đức của mình, đừng và đừng, hãy tập trung vào điều Chúa Giêsu đã làm. Công đức chúng ta dẹp qua một bên, đạo đức chúng ta dẹp qua một bên, tất cả cặp mắt chúng ta, tâm linh chúng ta, suy nghĩ chúng ta, tấm lòng chúng ta hãy hướng về điều Chúa Giêsu đã làm. Tôi đảm bảo đời sống thuộc linh anh chị em càng ngày càng thăng trầm, mình sẽ thấy Đức Chúa Trời hài lòng về điều đó. Và anh chị em càng gần Chúa, anh chị em càng trở nên thánh thiện, càng gần Chúa, anh chị em càng trở nên đầy yêu thương, đầy nhân từ, đầy lòng thương xót, đầy sức mạnh. Chứ nó không phải công đức của chúng ta, không phải chúng ta tu luyện giỏi đến chừng nào, không phải chúng ta kiêng ăn nhiều đến chừng nào, không phải chúng ta làm cái này làm cái kia, không. Tất cả bởi đức tin và dựa vào những gì Chúa Giêsu đã làm. Hãy xây dựng bằng cách đó anh chị em. Tôi đảm bảo sẽ không còn nhiều người bệnh đến để chữa lành trở hội thánh nữa. Tất cả chúng ta đều khỏe mạnh hơn, bởi vì Chúa chữa hết rồi lấy đâu bệnh nữa. Cho nên hội thánh được phước là hội thánh mà kêu có người nào mà đâu, chẳng người nào lên hết đó hội thánh được phước. Đúng không? Hội thánh mà kêu có người nào đang thiếu thốn tài chánh ông lên cầu nguyện, không người nào lên, ai cũng giàu có. Cho nên bước vào ân điển của Chúa là bước vào nếp sống riêng tư của Đức Chúa Trời, đầy dẫy phước hạnh. Thì lấy đâu mà bệnh tật nghèo đói khó khăn buồn bã đổ vỡ tranh cạnh đấu đá bè phái gia không còn. Tất cả đều được bao trùm bởi tình yêu của Chúa Giêsu. Amen. Tóm lại sứ điệp của sáng nay tôi muốn truyền đạt để cho hội thánh là gì? Tất cả những hoạt động của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi nó được xuất phát từ mối quan hệ chúng ta có với Chúa. Ok, chỉ có ý nghĩa bằng cách đó. Dù tôi đứng cầu nguyện cho anh chị em, chúc phước cho anh chị em, đặt tay để anh chị em được lành hay không được lành gì đó, đó là việc của Chúa. Nhưng ý tôi nói, việc tôi làm chỉ có ý nghĩa trong thế giới thuộc linh khi tôi có mối quan hệ riêng tư với Chúa, còn không chỉ là lễ nghi tôn giáo thôi. Phải không ạ? Nếu tôi không có mối quan hệ nào với Chúa mà tôi kêu chàng đứng đây để tôi cầu nguyện cho, thì xin thưa, làm trò hề cho ma quỷ nó cười, chẳng xin nghe gì, chẳng đồ chạy gì nó. Cho nên thà đừng cầu nguyện, thà đừng chữa lành, thà đừng tôn vinh, thà đừng thờ phượng Chúa, nghe nó có vẻ còn hay hơn, đúng không? Cho nên tất cả phải làm trong mối quan hệ với Chúa. Đó là cái thứ nhất tôi muốn truyền đạt. Điều thứ hai tôi muốn truyền đạt đến cho hội thánh là gì? Để xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi đức tin, chỉ có đức tin, và đức tin luôn luôn có thử thách. Hãy bước qua ngưỡng cửa thử thách đó để anh chị em mình được có mối quan hệ với Đức Chúa Trời ngày càng tăng trưởng. Amen chứ. Bây giờ hội thánh sẵn sàng để mình đến với Chúa cầu nguyện. Mình cầu nguyện điều gì bây giờ?
Tôi khích lệ cả hội thánh hãy cầu nguyện, ra soát lại mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Mỗi ngày mình có tính toán tất cả mọi việc mình cho Đức Chúa Trời không? Mình có thật sự cảm thấy cuộc đời mình cần Chúa không? Mình có yêu Chúa không? Mình có khao khát được phục vụ Ngài không? Tất cả những điều đó hôm nay tấm lòng chúng ta hãy trình cho Ngài. Và xin Chúa giúp mình có đức tin, nhìn chăm vào Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn tất sự cứu rỗi, Đấng đã làm mọi điều để chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Amen. Tôi mời các thánh mình cùng đứng lên nha. Chúng ta hãy dành một thời giờ mình cầu nguyện trước mặt Chúa. Nào, mỗi một chúng ta hãy đến trước mặt Ngài. Chúng ta hãy thổ lộ với Ngài rằng chúng ta ao ước có một đời sống là những tiệc cưới trong Ngài, luôn luôn vui mừng, bình an, phước hạnh. Đó là điều mà Chúa muốn ban cho. Chúa đem thiên đàng và Chúa nói rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã gần đến, vương quốc Đức Chúa Trời đã hiện ra, và Ngài mời gọi chúng ta bước vào vương quốc đó. Kinh Thánh chép: và nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công chính, tại sự bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta sống bởi cách đó, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời với Chúa là một cuộc đời đáng sống nhất trong mọi cuộc đời. Đức tin mà chúng có đáng trân quý nhất trong mọi thứ ở trên đời này. Tôi muốn cả thánh hãy hướng lòng về Ngài, cầu nguyện với Ngài và xin Chúa đến đụng chạm tấm lòng mình. Anh em hãy xin Chúa đến đụng chạm tấm lòng mình giờ này. Hãy xin Chúa đến khải thị cho mình giờ này. Cầu nguyện đi cha. Chúng ta dành những thời giờ quý báu này. Cha ơi, hãy đến với chúng con. Hãy đến với chúng con. Hãy đến với tấm lòng chúng con. Hãy rờ chạm trái tim chúng con, để cho chúng con thực sự sống trong mối quan hệ với Ngài. Từ lời nói, hành động, suy nghĩ, việc làm, tất cả đều xuất phát từ mối quan hệ với Ngài. Chúng con không muốn bất cứ một điều gì mà không đến từ Ngài là Chúa. Cha ơi, vì sự sống của chúng con ở trong Ngài, chúng con không có sự sống nào khác, chúng con không có một đam mê nào khác, chúng con không có một ước muốn nào khác, đó là ngoại trừ ước muốn làm thành ý của Ngài trên đất này. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin thần linh của Ngài đến và chạm vào mọi trái tim chúng con, làm tràn ngập tấm lòng chúng con buổi sáng hôm nay một cách riêng tư với Ngài là Chúa. Cha ơi, Ngài há chẳng nói rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ, người nào nghe tin ta sẽ mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào cùng người và chỉ người với ta. Lạy Chúa, chúng con tôn quý mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời một cách cá nhân, nơi phòng riêng, nơi nhà riêng, nơi kín nhiệt. Chúa ơi, đó là điều mà Ngài làm mạnh sức con cái của Ngài. Buổi sáng nay chúng con cầu nguyện được mỗi một anh em con đều có mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời nơi kín nhiệt. Cha ơi, khi nghe con cầu nguyện, Cha hãy đến thăm viên, Cha hãy đổ đầy thần linh, Cha hãy làm họ mạnh mẽ, Cha hãy khải thị những điều tuyệt vời cho họ. Cha ơi, con cầu nguyện dân sự là của Ngài, những linh hồn này là Ngài mua chuộc. Cha ơi, con cầu nguyện hãy chạm đến anh em con, hãy chạm và đổ đầy anh em con khi họ quỳ gối xuống tiền kiến Ngài. Hãy đến và làm mạnh mẽ tâm linh của họ. Cha ơi, hãy thăm viếng dân sự của Ngài, hãy nói
với sư cô nha. Vì ngài phán rằng chiên ta thì nghe tiếng của ta. Họ là chiên của đồng cỏ nha. Hãy phán lại Chúa, hãy nói lại Chúa, hãy dạy dỗ lại Chúa, hãy đụng chạm lại Chúa, hãy làm mạnh mẽ chúng con, Chúa ơi. Hallelujah. Anh em hãy khao khát nha. Hỡi hội thánh ơi, hãy khao khát nha. Hãy nói với ngài rằng ngài là tất cả những gì anh em có. Ngài là tất cả. Ngài là niềm vui, ngài là sở thích, ngài là điều mà anh em mong ước nhất trên đời này. Sự tự do, ta công bố sự rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu Christ để
cho để kết nối với Thánh Linh của Ngài. Tự do, mọi quyền lực bị trói buộc, mọi quyền lực trói buộc, mọi quyền lực o ép, mọi quyền lực đè nén, mọi quyền lực hành hạ con cái Đức Chúa Trời tại nơi đây bị bế ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Hãy rời đi. Hãy nhận danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho tụi bay hãy rời đi. Các tà linh ô uế, những tà linh trói buộc, những tà linh đau đớn không tha thứ, tổn thương cay đắng, đổ vỡ, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những vô tín nghi ngờ, tất cả phải rời đi. Rời đi. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài mà Chúa. Con công bố, ta công bố sự tự do cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Ta công bố sự tự do cho người của Đức Chúa Trời tại nơi đây. Hallelujah. Những người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Những con người được chọn để hưởng sự sống đời đời. Những con người đã quyên để giải đạp xa tăng dưới chân. Con cảm ơn Ngài lại Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chiến đấu, hãy tiếp tục cầu nguyện cho đức tin của mình, hãy tiếp tục chiến đấu cho đức tin quý báu mà anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời. Nếu anh em không chiến đấu mà chăm sóc cho nó thì đức tin anh em sẽ kém kết quả. Hãy chiến đấu cho đức tin của mình, hãy hết lòng cầu nguyện chiến đấu cho đức tin của mình. Anh em hãy nhìn lên Chúa Giêsu và bước tới, không để cho tội lỗi vương vấn, không để cho bất cứ điều gì cản trở đời sống anh em, không để cho bất cứ một điều gì làm lụng lại đức tin anh em. Hãy gieo nghi ngờ và tấm lòng anh em, hãy chiến đấu cho đức tin của mình, hãy chiến đấu cho đức tin của mình, hãy chiến đấu cho đức tin của mình. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Cha ơi, hãy phóng thích đức tin vào lòng của anh em con, hãy tuôn đổ đức tin Ngài vào lòng anh em con, hãy làm tràn ngập đức tin Ngài vào lòng anh em con, hãy khiến hội thánh Ngài tràn đầy đức tin. Trời đã lời của Ngài thấm đẫm, sống động, mạnh mẽ, kết quả trong đời sống anh em con. Hallelujah. Trời còn cầu nguyện cho này. Đây là hội thánh của Ngài. Những con người Ngài chọn, Ngài lựa và Ngài chuộc. Những con người mà Ngài đã định cho sự sống đời đời. Trời họ phải được tự do trong đức tin. Còn cảm ơn Ngài. Tất cả là bởi đức tin anh em ạ. Tất cả bởi đức tin. Nói như tiên tri TV Joshua nói, đức tin là tiền của thiên đàng. Anh chị em muốn bất kỳ một phước hạnh nào của thiên đàng, anh chị em phải nhận lại nó bởi đức tin. Tất cả bởi đức tin. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu và lời hứa của Ngài để có đức tin, kiên định trong đức tin, bước tới bằng đức tin, vượt qua mọi rào chắn, vượt qua mọi cản trở để sống bởi đức tin mình. Hallelujah. Kinh Thánh chép người công bình sống bởi đức tin. Tôi công bố hội thánh nhà muôn dân sống bởi đức tin. Tôi công bố hội thánh nhà muôn dân tôn thờ Chúa Giêsu, nhìn chăm Chúa Giêsu, kiên định trong Chúa Giêsu, phục vụ Chúa Giêsu, thờ phượng Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài. Và mời hội thánh hãy đồng ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Và buổi thờ phượng chúng ta vẫn đang tiếp tục. Buổi thờ phượng chúng ta vẫn đang tiếp tục. Anh chị em có được thấy khích lệ đức tin không? Mỗi chủ nhật đến, chúng ta phải được đáp lại năng lượng. Amen. Chủ nhật, Chúa cho chúng ta một ngày thánh để thờ phượng Ngài, là để tái tạo lại sức mạnh ở trong đời sống chúng ta. Một tuần chúng ta đã có rất nhiều việc ở ngoài kia, và chủ nhật là ngày thánh, Chúa đem chúng ta đến đây để được khích lệ, được cầu nguyện, được nâng đỡ, được chúc phước và để Đức Chúa Trời thành việc. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đi nhóm. Và lời Chúa nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lạc, phải đi nhóm. Cho nên cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.